Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Tỉnh ủy Quảng Bình khen thưởng đột xuất thành tích trong đấu tranh chuyên án 538LV của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông. Hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2018. Quảng Trạch trồng mới trên 350 hecta rừng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã đấu tranh thành công chuyên án 538LV, bắt giữ 3 đối tượng người Lào, thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác. Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Tỉnh ủy Quảng Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tổ chức khen thưởng đột xuất thành tích trong đấu tranh chuyên án 538LV. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và trao thưởng. Sau gần một tháng tuần tra mật phục trên khu vực biên giới, theo đúng kế hoạch, lúc 15 giờ ngày 11 tháng 4, tại vị trí km 71 quốc lộ 12A thuộc bản Y Lan, huyện Nhôn Ma Lạc, tỉnh Khăm Muồn Lào, lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muồn Lào phát hiện 3 đối tượng nam đang đi từ hướng Lào về Việt Nam. Sau khi xác định đây chính là các đối tượng nằm trong tầm ngắm của ban chuyên án 538LV, ngay lập tức, lực lượng đánh án tiến hành tổ chức bắt giữ đối tượng và phát hiện tổng số lượng 24.000 viên nén ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác. Cả 3 đối tượng đều khai nhận là mang quốc tịch Lào đang trên đường vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương tinh thần mưu trí dũng cảm, không quản ngại khó khăn gian khổ của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã thực hiện thành công chuyên án 538LV. Đặc biệt là công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và Biên phòng tỉnh Khăm Muồn Lào. Đây là thành tích quan trọng góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới nói riêng và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống mưu trí dũng cảm để thực hiện thành công các chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Lào. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng có quyết định khen thưởng đột xuất cho các thành viên ban chuyên án và tiếp tục đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng thưởng cho chuyên án 538LV. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông với sự tham gia của các bộ ngành địa phương trên cả nước và đông đảo các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất các ngành hàng, kinh doanh dịch vụ logistics, vận tải, hỗ trợ vận tải. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Hội nghị đã nghe phát biểu khai mạc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và báo cáo của các bộ ngành đơn vị liên quan. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đã tập trung vào các giải pháp để giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, góp phần kéo giảm chi phí logistics hiện nay. Đánh giá của Ngân hàng Thế giới cho thấy chỉ số hiệu quả dịch vụ logistics năm 2016 của Việt Nam đứng thứ 64 trên 160 nước. Tốc độ phát triển bình quân hàng năm của ngành logistics Việt Nam khoảng 14-16%, là một trong những ngành dịch vụ tăng trưởng đều và vững chắc của Việt Nam trong thời gian qua. Hiện chi phí logistics của Việt Nam vào khoảng 20-21% GDP, đứng thứ 4 trong số các nước ASEAN. Trong tổng chi phí logistics hiện nay liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải chiếm khoảng 59-60%. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quan điểm logistics là ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể của nền kinh tế và phát triển dịch vụ logistics thành một ngành kinh tế đem lại giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ này với phát triển hàng hóa xuất nhập khẩu, phát triển thị trường dịch vụ logistics lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước phù hợp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần phải có quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị để tạo chuyển biến tình hình dịch vụ logistics. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và các bộ ngành địa phương tiếp thu ý kiến, khẩn trương giải quyết các kiến nghị của các hiệp hội, các doanh nghiệp vận tải, logistics, cắt giảm ngay các thủ tục không cần thiết, triển khai các nhiệm vụ, trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đối với các địa phương,
cần có quy hoạch và sử dụng quỹ đất thích hợp để xây dựng trung tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ hậu cảng, kết nối thuận tiện với mạng lưới giao thông quốc gia. Các cảng cạn từng bước tạo thành mạng lưới kết cấu hạ tầng logistics hiện đại. Sáng nay ngày 16 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các hoạt động của Ngày sách Việt Nam năm 2018 nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, khẳng định vai trò tầm quan trọng cũng như tôn vinh giá trị của sách. Những người tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp ngành, cơ quan chức năng, tổ chức xã hội trong việc tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân. Năm nay, Ngày sách Việt Nam có chủ đề Sách với gia đình diễn ra từ ngày 16 đến 25 tháng 4. Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao tặng nhiều đồ sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ. Đoàn công tác của Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Đại tá Phạm Huấn, trưởng phòng cứu hộ cứu nạn làm trưởng đoàn, vừa tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn đã kiểm tra tại một số cơ quan đơn vị trực thuộc như Trung đoàn Bộ binh 996, Kho K6, Phòng Kỹ thuật. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo việc quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy nổ, thực trạng công tác quản lý phương tiện, trang bị phòng chống cháy nổ và khả năng xử trí khi có sự cố xảy ra. Qua kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ phòng chống cháy nổ, tăng cường nắm tình hình, chuẩn bị lực lượng phương tiện khi có tình huống xảy ra. Hôm nay ngày 16 tháng 4, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng do đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa và báo công tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Nói gương Đại tướng, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng nguyên sẽ tiếp tục học tập phấn đấu để chung tay góp sức xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để phục vụ du khách trong mùa du lịch khi đến với Phong Nha Kẻ Bàng, từ ngày 25 đến 26 tháng 4 năm 2018, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch tổ chức hội thi cá trắm và đua thuyền song son. Được tổ chức lần đầu vào năm 2016, dựa trên sáng kiến của Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, hội thi cá trắm và đua thuyền trên sông Son là lễ hội được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người dân địa phương. Hội thi cá trắm và đua thuyền trên sông Son năm 2018 bao gồm các chuỗi hoạt động đua thuyền nam nữ, thi vượt rồng, thi bắt cá nhanh, thi cá to và đấu giá cá trắm to nhất. Đặc biệt là phần thi chế biến các món ăn từ cá trắm đặc sản sông Son và liên hoan ẩm thực. Hội thi là dịp để quảng bá sản phẩm cá trắm sông Son đến với du khách trong nước và quốc tế, góp phần đưa nghề nuôi cá trắm trên sông Son trở thành làng nghề truyền thống mang đặc trưng riêng của vùng sông núi Phong Nha Kẻ Bàng. Được xuất hiện vào khoảng thập niên 90 của thế kỷ 20, nghề nuôi cá trắm trên sông Son đang được coi là hướng đi mới trong phát triển kinh tế xã hội của người dân xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.
Từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu, hiện nay nghề nuôi cá tầm trên sông Son đã phát triển mạnh với khoảng 500 hộ với gần 1.000 lồng cá. Hàng năm cung cấp cho thị trường hàng trăm tấn cá thương phẩm chất lượng cao và trở thành một trong những nghề mưu sinh chính đối với nhiều hộ gia đình sống dọc đôi bờ sông Son ở vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Chuẩn bị cho tuần lễ văn hóa du lịch và hồi rằm tháng 3 Minh Họa, vừa qua Ủy ban nhân dân xã Hòa Hợp phối hợp với các khối đoàn thể tổ chức lễ phát động vì môi trường xanh sạch đẹp. Cán bộ Ủy ban nhân dân, các khối đoàn thể cùng bà con nhân dân thuộc chín thôn trên địa bàn xã đã thu gom rác thải từ tuyến đường Hồ Chí Minh, khu vực chợ và các tuyến đường liên thôn, cơ quan trường học trên địa bàn xã, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, nhờ triển khai đồng bộ cả cải cách về thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp trên địa bàn. Do vậy, Chi cục Thuế Tuyên Hóa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc sản xuất kinh doanh. Để quản lý tốt các nguồn thu và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn hoàn thành đúng nghĩa vụ nộp thuế, Chi cục Thuế huyện Tuyên Hóa đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, quản lý chặt chẽ số lưu thuế, kiểm tra quản lý tốt nợ thuế. Tính đến hết quý 1 năm 2018, Chi cục Thuế Tuyên Hóa thu được gần 13 tỷ đồng, đạt 107,9% kế hoạch, vượt so với kế hoạch được giao. Chi cục cũng đặc biệt chú trọng việc đẩy mạnh công tác đối thoại và lắng nghe ý kiến các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về các chính sách thuế, biểu dương kịp thời các tổ chức cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện công khai, niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Các đội kiểm tra đã bám sát địa bàn, đồng hành cùng với doanh nghiệp, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, cũng như tư vấn hướng dẫn giải quyết những khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế trong quá trình thực thi pháp luật về thuế. Mặc dù đơn vị công ty cổ phần cốt xích cố Lê Hóa của chúng tôi đóng trên địa bàn hai huyện miền núi, cái điều kiện rất là khó khăn về mọi mặt, đặc biệt là cái điều kiện kinh tế hạ tầng cũng rất khó khăn, nhưng mà nhờ sự hỗ trợ quan tâm tạo điều kiện của cơ quan thuế, đặc biệt là thuế của Tuyên Hóa, và tạo điều kiện cho đơn vị là hoạt động tốt và hoàn thành được mọi cái kế hoạch đề ra. Những năm vừa qua thì đơn vị đã chủ động là hoàn thành nhiệm vụ kê khai nộp thuế. Bên cạnh việc triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục Thuế huyện Tuyên Hóa tiếp tục thực hiện nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến cuối năm 2017, đã có 165 tổ chức, đơn vị thực hiện khai thuế qua mạng, tỷ lệ đạt 99,4%. Số chứng từ và sổ tiền nộp thuế điện tử theo quy định đạt 100%. Đối với các doanh nghiệp thì chúng tôi đã làm tốt công tác hỗ trợ các cái doanh nghiệp. Ví dụ như là chúng tôi đã triển khai cái hội nghị tập huấn các cái chính sách thuế mới cho các doanh nghiệp, hội nghị triển khai cái hóa đơn điện tử và hỗ trợ các cái doanh nghiệp về nộp thuế điện tử và khai thuế điện tử đạt cả ba tiêu chí là 99%. Ngoài các cái biện pháp hỗ trợ các cái doanh nghiệp trong khai thuế, nộp thuế thì Chi cục Thuế cũng làm tốt các cái công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt cho các cái doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ với ngân sách nhà nước. Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã ngày càng nêu cao ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ thuế, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Tuổi trẻ huyện Minh Hóa thực hiện trên 40 công trình thắp sáng đường quê. Quảng Trạch trồng mới trên 350 hecta rừng. Sáng nay ngày 16 tháng 4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân. Trong thời gian 4 ngày, 60 học viên là cả cán bộ quản lý hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch được giới thiệu 8 chuyên đề gồm tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, phân tích công việc, hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân lực, bố trí, sử dụng nhân sự
và đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đãi ngộ nhân sự, quan hệ lao động. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, vận dụng linh hoạt những kiến thức đã được học vào trong quá trình lãnh đạo, quản lý các hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân. Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ Minh Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới, những năm qua cả cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Minh Hóa đã tích cực vận động nguồn quỹ để hoàn thành trên 40 công trình thắp sáng đường quê. Từ công trình thắp sáng đường quê đầu tiên được thực hiện tại xã Trung Hóa, đến nay mỗi xã thị trấn trên địa bàn huyện Minh Hóa đều có từ 2 đến 3 công trình thắp sáng đường quê do tuổi trẻ đảm nhận thực hiện. Tổng chiều dài cả công trình trên 40 km, mỗi công trình có chi phí từ 20 đến 30 triệu đồng. Đây là số tiền do các xã đoàn vận động từ nguồn đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp, sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền và cả cơ sở đoàn nhân giúp đỡ xã thực hiện chương trình nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt và diện mạo nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, những năm qua, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn đã chủ động khuyến khích nhân dân đầu tư các loại hình sản xuất nhằm phát triển kinh tế xã hội. Trên địa bàn xã hiện có 2 doanh nghiệp khai thác đá, 1 doanh nghiệp khai thác đất sét và 9 cơ sở sản xuất vật liệu gạch không nung. Các doanh nghiệp đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động với thu nhập khá. Thương mại, dịch vụ, ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã cũng từng bước phát triển với 4 doanh nghiệp dịch vụ vận tải hàng hóa, 10 cơ sở hàn xi, hàng chục cơ sở mộc nghề được duy trì và phát triển có hiệu quả. Thời gian tới, địa phương tiếp tục khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, đề ra nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, cá nhân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ triển khai tốt công tác giao đất, giao rừng, có các chính sách phù hợp nên trong những năm qua, huyện Quảng Trạch đã khuyến khích được các tập thể cá nhân trồng nhiều diện tích rừng sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng, tăng thu nhập kinh tế cho người dân, năm 2018, huyện Quảng Trạch đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho các đơn vị địa phương phấn đấu trồng mới thêm khoảng 650 ha rừng, giao khoản bảo vệ khoảng 6.000 ha và chăm sóc gần 1.000 ha rừng đã trồng. Tính đến giữa tháng 4 năm 2018, các địa phương đã trồng được khoảng 400 ha rừng và trên 21.000 cây phân tán. Các địa phương có diện tích trồng rừng cao như xã Quảng Hợp, Quảng Châu, Quảng Thạch, Quảng Lưu, Quảng Kim. Hiện tại, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch cùng với các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Phần đầu đến hết tháng 4 năm 2018, hoàn thành trồng mới 650 ha rừng theo đúng khung lịch thời vụ, tiếp tục triển khai tốt chủ trương giao đất giao rừng cho người dân, xây dựng kế hoạch chi tiết, thiết kế các diện tích đất chuẩn bị cho mùa trồng rừng năm sau. Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân ở huyện Tuyên Hóa đã mạnh dạn đưa các giống vật nuôi mới có giá trị kinh tế vào chăn nuôi, đem lại hiệu quả cao. Nhận thấy nuôi lợn rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình anh Phạm Hồng Quân ở thôn Hà Lao, xã Thuận Hóa đã mạnh dạn mua giống lợn rừng về nuôi. Với vốn đầu tư ban đầu khoảng 80 triệu đồng, sau một thời gian, đàn lợn của gia đình anh sinh sản và phát triển nhanh về số lượng. Đến nay, mô hình nuôi lợn rừng của anh có trên 70 con. Thức ăn chủ yếu là các loại rau củ, quả có sẵn ở địa phương nên chi phí nuôi thấp nhưng có giá thành cao. Trung bình, gia đình anh xuất bán thường xuyên với giá từ 140 đến 150 ngàn đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu được lợi nhuận từ 50 đến 60 triệu đồng mỗi năm. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần giảm nghĩ giảm làm, vợ chồng anh Lê Ngọc Lễ, chị Nguyễn Thị Hành, chủ trang trại sinh thái Cát Ngọc ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, đã chinh phục thành công vùng cát trắng ven biển, mở ra nhiều cơ hội làm giàu cho bản thân gia đình và người dân địa phương. Cách đây hơn 25 năm, anh Lê Ngọc Lễ xuất ngũ trở về quê nghèo Hải Ninh, nơi dân đi biển quanh năm đau đầu niềm mơ ước đủ ăn. Gia đình anh ngày đó thuộc diện hộ nghèo nhất làng. Anh suy nghĩ phải làm cái gì để thoát nghèo trên vùng quê cát trắng. Sau bao trăn trở, năm 1995, hai vợ chồng anh Lễ đã mạnh dạn nhận một vùng đất đồi cát trắng và bắt đầu trồng rừng. Bí quyết thành công của anh Lễ là chọn giống cây phi lao, cây tràm, khoan giếng và đầu tư mua máy bơm công suất cao để tưới nước thường xuyên. Ươm cây giống thành công, anh chị lại bắt tay vào trồng rừng. Nhiều năm lăn lộn với cát, cuối cùng cây rừng cũng bén rễ và lên xanh, phủ xanh vùng cát. Sau khi rừng khép tán, thảm thực vật dưới tán rừng càng mọc xanh tốt, vợ chồng anh Lễ bắt đầu đầu tư làm trang trại. Hiện nay,
Trong tổng số diện tích 50 ha trang trại, gia đình anh Lễ có hơn 40 ha rừng. Riêng 10 ha còn lại, anh Lễ phát triển một trang trại trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp theo mô hình công nghiệp, sinh thái bền vững. Hiện trang trại của anh đang có khoảng 100 con bò, hàng trăm con lợn, dê, 1.000 con gia cầm, 500 mét vuông run quế, gần 2 ha ao hồ nuôi cá nước ngọt. Bình quân mỗi năm, tổng doanh thu từ trang trại của anh chị đạt gần 2 tỷ đồng, lãi ròng hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, trang trại Cát Ngọc đã trở thành mô hình trình diễn để bà con nông dân trong và ngoài tỉnh đến học tập. Trang trại sinh thái Cát Ngọc là cái mô hình sản xuất tổng hợp. Ở đây có các cái đối tượng chăn nuôi như là trâu bò, dê, lợn, gia cầm, rồi có các cái cây trồng như là ngô, cỏ voi, cỏ cao lương ngọt, cỏ VA06. Ở đây có đầy đủ các cái loài cây trồng vật nuôi chính mà hiện nay trên địa bàn tỉnh ta đang tập trung để phát triển sản xuất. Với cái mô hình tổng hợp như vậy, hai nữa là đồng thời với cái việc đầu tư áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cho nên là các đối tượng cây trồng ở đây phát triển rất là tốt, góp phần đưa lại năng suất cao cho hiệu quả, đưa lại hiệu quả kinh tế cao cho trang trại. Đồng thời đây cũng là một cái điểm trình diễn để chúng tôi mời gọi bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đến đây học tập. Thành công của anh Lễ đã mở ra một hướng đi mới cho người dân vùng cát ở xã Hải Ninh. Nếu năm 1994, Hải Ninh chỉ có dưới 1.000 ha rừng trên cát, thì đến nay, hàng trăm hộ dân trong xã đã theo gương vợ chồng anh Lễ tham gia phủ xanh hơn 2.000 ha vùng cát ven biển. Hàng chục thanh niên Hải Ninh trước đây bỏ vào các tỉnh phía Nam kiếm sống, nay kéo nhau về làng nhờ anh hướng dẫn cách lập nghiệp. Tới nay, ở vùng cát Quảng Bình đã mọc lên hàng chục trang trại trên cát. Thực ra bản thân tôi là người nông nghiệp nhưng không có một cái bằng cấp nào về nông nghiệp và lâm nghiệp hết. Nhưng bằng kinh nghiệm thực tế, cả quá trình là sản xuất trên vùng cát. Và đến hôm nay, chúng tôi phải khẳng định rằng trồng cây gì, nuôi con gì để có hiệu quả cao nhất. Một hecta đạt được khoảng 80 triệu đến 120 triệu trên vùng cát thì chúng tôi đã nắm chắc. Từ những cái kinh nghiệm thực tiễn đó, khi bà con đến đây liên kết, thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ về cái mặt kỹ thuật. Và hàng năm ở đây là chúng tôi tạo được công ăn việc làm đến hàng ngàn người công lao động cho bà con trên vùng cát ven biển. Nhờ sự chỉ bảo, giúp đỡ ân cần của anh Lễ, nhiều hộ nông dân nghèo trên địa bàn đã mạnh dạn vay vốn phát triển sản xuất chăn nuôi. Đặc biệt trong năm qua, thực hiện chương trình nuôi bò vỗ béo theo chuỗi giá trị, anh Lễ đã đứng ra đảm nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Lễ thực sự là bà đỡ cho nhiều nông dân Quảng Bình vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên quê hương. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 16 ngày 17 tháng 4, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm 72 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm 73 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hưởng nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm 72 đến 96%. Dự báo thời tiết biển có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5 bị bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 4, mây thay đổi đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm từ 70 đến 96%.